Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng nay tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam-Trung Quốc. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Quốc Trung và hơn 350 doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về các yếu tố nền tảng thúc đẩy phát triển của Việt Nam, môi trường đầu tư kinh doanh cũng như các mục tiêu ưu tiên phát triển của Việt Nam. Về định hướng giải pháp chủ yếu thu hút đầu tư thúc đẩy thương mại Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam thu hút FDI có chọn lọc, hiệu quả, bền vững, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Về lĩnh vực ưu tiên, Việt Nam đẩy mạnh thu hút và có các chính sách khuyến khích thúc đẩy các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, phát triển bền vững. Đặc biệt, Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp nhà đầu tư Trung Quốc tham gia đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng, chiến lược như đường sắt, đường bộ cao tốc, khuyến khích hình thức hợp tác công tư. Đây là cơ hội rất tốt cho các nhà đầu tư Trung Quốc mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia phát triển hạ tầng cứng và mềm cho Việt Nam. Bài học kinh nghiệm của Trung Quốc cũng cho thấy cần đầu tư phát triển mạnh cho hạ tầng. Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc tiếp tục đầu tư mở rộng ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đảm bảo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh cho các nhà đầu tư. Tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã làm, đã thực hiện, phải có hiệu quả, cân đong đo đếm với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Tất cả cùng thắng để cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước.